Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, cơ hội sống cho người mắc bệnh ung thư. Ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, lối sinh hoạt chưa khoa học hay chính những hành động tàn phá thiên nhiên của con người là một trong những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Và chưa bao giờ vấn đề sức khỏe đối với mỗi chúng ta lại ở mức độ cảnh báo như hiện nay. Tuổi của tôi 50 thì tôi cũng lo lắng về đi khám sức khỏe, muốn là đi xem là về phụ khoa này, rồi là siêu âm vú này, rồi soi cổ tử cung này, xem nó có vấn đề gì không. Bây giờ thì nghe là sức khỏe mình chứ không, nó mỗi tuổi nó kém đi là một hết hai nữa là vệ sinh môi trường thì nó không được tốt, mình đi kiểm tra. Không chỉ dừng lại ở những bệnh lý thông thường, con số hơn 100.000 người mắc ung thư mới mỗi năm tại Việt Nam và 70% trong số ấy tử vong có khiến bạn rùng mình. Đặc biệt, đối với nữ giới ở độ tuổi trên 40 trong giai đoạn mãn kinh và tiền mãn kinh, sức khỏe giảm sút kéo theo nguy cơ mắc các bệnh ung thư về cổ tử cung, ung thư buồng trứng và ung thư vú cao hơn. Đây là tôi xem ở trên TV này, người ta trên TV này là nói bệnh viện Phú Quốc này thì thăm khám chữa ca bệnh rất là có uy tín nên là hôm nay là tôi đến. Với hệ thống 10 gói khám tầm soát ung thư phù hợp với người Việt Nam, cùng cơ sở vật chất, hệ thống thiết bị y tế hiện đại, các bác sĩ giỏi chuyên khoa ung bướu trực tiếp khám, tư vấn điều trị ung thư với các bác sĩ hàng đầu Singapore, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều khách hàng khác, cũng như cô Phạm Thị Hợp, 50 tuổi ở Hải Phòng để có được trải nghiệm chính xác, nhanh chóng và dịch vụ hoàn hảo. Các xét nghiệm tầm soát trong gói tầm soát ung thư vú, buồng trứng, cổ tử cung bao gồm khám vú lâm sàng, siêu âm tuyến vú, X-quang tuyến vú thẳng nghiêng hai bên, xét nghiệm miễn dịch CA-153 giúp phát hiện sớm ung thư vú, khám phụ khoa, soi cổ tử cung, xét nghiệm PAP, xét nghiệm HPV giúp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, xét nghiệm CA-125, xét nghiệm CEA siêu âm ổ bụng màu giúp phát hiện ung thư buồng trứng. Phụ nữ trên 30 tuổi thì nên xét nghiệm bộ đôi PAP và HPV để phát hiện sớm cái ung thư cổ tử cung, và như vậy thì cái khả năng điều trị sẽ thành công cao và ít tốn kém. Lời khuyên cho mọi người thì các phụ nữ nên khám phụ khoa mỗi năm một lần và giữ gìn vệ sinh buồng kín sạch sẽ. Khi phát hiện ra ung thư cổ tử cung ở giai đoạn sớm thì không nên đi điều trị theo các phương pháp dân gian mà nên điều trị theo các bác sĩ chuyên khoa tại những cơ sở chuyên khoa tin cậy. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, cơ hội sống cho người mắc bệnh ung thư.